400 phần quà vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt, thương hiệu Vinut, có trụ sở tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cùng nhà phân phối Hưng Nga, nhà phân phối chính thức sản phẩm Vinut tại Hải Phòng, trao tặng cho các hộ dân xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên. Để giúp người dân tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, góp phần phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt, thương hiệu Vinut, cùng nhà phân phối Hưng Nga, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, trao tặng các phần quà cho người dân. Thông qua hoạt động từ thiện này, công ty nước giải khát Nam Việt, thương hiệu của Vinut, muốn gửi đến các cá nhân, doanh nghiệp hãy chung tay bảo vệ sức khỏe bản thân và sức khỏe cộng đồng. Với cương vị nhà phân phối giải khát, nước giải khát nhiều năm trên thị trường, tôi thấy có niềm tin vào sản phẩm và niềm tin vào công ty Vinut. Từ việc sử dụng người 100% nguyên liệu của những nông trại, nhà vườn, đến việc tập trung nghiên cứu sản phẩm, tạo ra những sản phẩm dành cho người tiêu dùng và tập trung vào những hoạt động vì cộng đồng. Nước chanh xả mật ong với muối biển sâu là sản phẩm mới của thương hiệu Vinut. Thành phần của sản phẩm gồm 100% mật ong tự nhiên, kết hợp với các khoáng chất, dưỡng chất, kali, natri, vitamin C, giúp tăng hệ miễn dịch, thanh lọc cơ thể, giảm mỡ thừa, tăng sức kháng khuẩn đường hô hấp. Đại diện cho chi hội thôn 7 nói riêng và hội nông dân xã Thủy Triều nói chung, rất cảm ơn công ty và các đồng chí lãnh đạo của huyện hội đã có điều kiện quan tâm đến hội viên nông dân xã Thủy Triều và về tặng quà và cho nông dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hôm nay chúng tôi được nhận cái quà của công ty Nam Việt, cảm xúc của tôi rất vui và rất mừng. Cảm ơn công ty. Tặng quà tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, công ty mong muốn chung tay cùng cộng đồng trong phòng chống dịch. Đây là một trong những hoạt động bảo đảm an sinh xã hội được doanh nghiệp tổ chức thường xuyên. Trước đó, doanh nghiệp đã trao tặng hàng nghìn suất quà tại nhiều địa phương trên cả nước. Tôi xin chia sẻ và cảm ơn công ty Nam Việt đã cùng địa phương trao quà cho các hộ gia đình trên địa phương xã Thủy Triều. Qua cái đợt tặng quà ngày hôm nay thì đại diện cho địa phương thì cũng rất mong công ty Nam Việt cùng với địa phương chống dịch thực sự có hiệu quả và tốt hơn nữa. Cùng với 400 phần quà là nước chanh xả mật ong với muối biển sâu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt, thương hiệu Vinut, còn tặng 1.200 khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của doanh nghiệp, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, từ đó ngăn chặn có hiệu quả dịch COVID-19.